Kính chào quý anh chị em. Sau đây là bàn thứ nhất, bàn cờ thế trong binh thư Đại Việt. Bàn số 1 được gọi là Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc của danh tướng Trần Bình Trọng. Thì chúng ta phải liên hệ cờ tướng với lại lịch sử một cái trận chiến lược đánh nhau thì nó rất là dễ hiểu, tại vì trong cờ tướng á, thì chúng ta cờ tướng như là cờ cũng như người, mà người cũng như cờ, thì trong cờ tướng chúng ta phải xem xét tỉ mỉ quá trình lựa chọn nước đi cho mỗi cục diện. Thì cũng giống như trong một trận đánh hoặc là trong một quyết định của cá nhân, trong một quyết định của một con người, quyết định của một đất nước khi đứng trước một cái tình hình. Thì chẳng hạn như bước thứ nhất á, thì chúng ta phải lý giải cục diện. Thì thứ hai là bước thứ hai á, thì chúng ta phải tạo dựng chiến lược. Khi mà tạo dựng chiến lược thì chúng ta phải, bước thứ ba là chúng ta tìm kiếm và biện pháp khả dĩ. Sau đó chúng ta có thể tìm kiếm được nhiều biện pháp, thì chúng ta phải tính toán và so sánh cái biện pháp nào là tốt nhất. Sau đó bước cuối cùng là chúng ta phải đưa ra lựa chọn để đi cái nước đó. Thì trong lịch sử Việt Nam, khi mà quân xâm lược Tàu hay tấn công Việt Nam thì cha ông ta phải quyết định rất là cẩn thận, để một nước đó đi sai là sai lầm, thì nó giống như một ván cờ vậy. Thì đó là thì bởi vậy chúng ta đã liên quan cờ tướng tới lại trong lịch sử Đại Việt. Thì bây giờ chúng ta sẽ học cái bài bài số nhất là trong binh thư Đại Việt. Cái bài số 1 gọi là Ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Thì trong đây thì bên Đan, tức là quân Nguyên, đang tấn công ào ạt. Ở đây thì con xe Đan ở đây chiếu, đây là cũng thua. Từ xe 1 mà tấn 3 chiếu cũng thua. Rồi xe 4 tấn 1 chiếu cũng thua. Hoặc là xe 4 bình 5 vô đây chiếu, thì con tướng này phải bình 6, con tướng này phải bình 4. Thì con xe Đan này nó qua đây nó bình 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 6 chiếu thì cũng thua. Thì như vậy thì trước tình hình nguy ngập, thì bây giờ bên đỏ, tức là quân Đại Việt, phải đi trước. Ok, đi trước một bước, thì trong đó thì làm sao mà giải được cái thế cờ này, thì chúng ta coi tìm ra đâu cho Trần Bình Trọng. Thì bây giờ chúng ta hãy suy nghĩ là bây giờ chúng ta làm sao mà bên đỏ phải tấn công liên tiếp để bên Đen, tức là phải chiếu liên tiếp. Thì ngoài ra thì nếu mà không chiếu liên tiếp mà đi cho những cái nước khác á, thì bên xe họ sẽ chiếu xuống và thua lập tức. Ok, thì chúng ta thấy có hai con xe đây, thì chúng ta có thể chiếu xuống này chiếu. Ok, thì con tượng này không có xuống đây được. Ok, con tượng này mà xuống đây á, con tượng chính này mà xuống 7 đây đó, xuống đây á, thói 7, thì con xe đỏ này sẽ ăn vô. Khi mà con sĩ này sụp xuống thì con xe này ăn vô, thì tướng lên thì con xe này chiếu là bí. Cho vì vậy bên Đen á chỉ có một nước duy nhất, tức là xuống sĩ. Ok, xuống sĩ á, thì bây giờ mình phải chiếu nữa. Bây giờ nếu mình kéo con xe ra lên đây chiếu ăn xe, thì con tượng nó sụp xuống. Ok, con tượng nó sụp xuống là mình hết chiếu. Thì ở đây á, mình ăn con xe, mình chiếu ăn con xe nào cũng thua. Mình kéo rút lên mình chiếu ăn xe này, thì con xe này chiếu thua. Mình chiếu ăn xe này thì con xe này chiếu thua. Cho như vậy cái hoặc là mình chiếu đây xong, rồi xong cái chiếu đây, cho nên ăn con xe nào mình cũng không có giải quyết được. Vì vậy mình phải làm cách làm sao mà để chiếu bí luôn giờ. Thì bây giờ khi mình kéo đây thì con tượng nó sụp xuống hết chiếu là thua rồi. Cho nên vì vậy mình phải suy nghĩ cái nước lên đây. Ok, chiếu đây. Thì như vậy con tượng nó không có về đây được. Nó không có về con tượng chính, nó không có về 7 được. Thì như vậy con tướng phải lên sĩ thôi. Lúc đó con xe đỏ phải chiếu tiếp. Ok, thì sụp sĩ xuống.
nhớ là chúng ta có chiếu rút ăn xe thì cũng không có làm gì được, tại vì có hai con xe lận, mình ăn con xe thì nó chiếu biến mất tiêu rồi. Ok, chiếu nữa thì bây giờ bây giờ mình phải kéo lên chiếu tiếp, Chiên. thì con sĩ này mày sập đây. Ok, thì con xe này lại chiếu tiếp nữa, Chiên. chiếu tiếp thì con tượng này á không có chụp tượng xuống chiếu được nha, thì xe này ăn xuống đây là bí liền. Ok, thì con sĩ này buộc phải chiếu trước. Thì như vậy á, ngay chỗ ván ngay chỗ này là cái con xe đỏ này tượng trưng cho tướng Trần Bình Trọng, danh tướng Trần Bình Trọng là phải hy sinh để bảo vệ đất nước, để cho toàn cuộc là bên 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 đỏ thắng. Thì xe đỏ chiếu đây, Chiên. chiếu đây á, thì con tướng ăn lên á, thì con xe này chiếu bí liền. Ok, tướng đen ăn lên thì xe đỏ chiếu bí. Như vậy con sĩ ăn lên, chỉ có nước con sĩ ăn lên, sĩ ăn lên thì như vậy con xe này kéo đây Chiên. là chiếu bí. Thì như vậy con bên đỏ đi trước, thì đây là cái cách giải cờ thế được nằm trong binh thư Đại Việt số 1, gọi là ta thà làm ma nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc. Thì lúc đó một con xe đỏ phải hy sinh chiếu vô đây thì bên đỏ mới thắng được. Đây là cách giải duy nhất. Ok, thì đây là cái bàn một một một, một bàn cờ thế được giải và đặt tên theo tiếng Việt Nam, lịch sử Việt Nam. Và quý anh chị em vừa học đó, mà vừa 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 học cờ thế mà học được học lịch sử luôn. Ok, chứ không phải là và cũng như là nhớ những cái ván cờ thế theo những cái nhân vật lịch sử hoặc là theo những sự kiện lịch sử, thì như vậy nó rất là tốt. Thì nếu quý anh chị em cảm thấy mà thấy cái chương trình này được á, thì xin like, subscribe and chia sẻ cái channel nha. Ok, và tên tôi là Alan Bảo, xin chân thành cảm ơn quý anh chị em và hẹn gặp quý anh chị em vào video clip lần tới.